Xin chào các bạn. Tiếp theo ta sẽ tạo một biến hệ thống là biến Excel. Ở đây ta khai báo public share. Tôi muốn bắt sự kiện của nó, tôi dùng with event. Excel, ở đây tôi đặt là Excel netoffice.sclib.application. Và ở đây muốn tạo mới thằng biến Excel này, tôi sẽ bắt sự kiện của nó khi khởi động. Và tôi cho Excel bằng new NetOffice SLIB application và kế thừa từ Excel DNA application. Rồi ở đây tôi test thử một sự kiện của thằng Excel. Tôi chọn một sự kiện, ví dụ tôi lấy sự kiện SysChange Event là cái sự kiện khi ta thay đổi một giá trị của một ô. Và ở đây tôi bắt sự kiện nó Mainboard. Tôi muốn lấy thằng Target, nó truyền ra, tôi muốn lấy địa chỉ của cái ô mà ta vừa thay đổi giá trị. Rồi tôi comment thằng này và bấm chạy nha các bạn. Click vào new book, ở đây tôi thay đổi một giá trị nào đó, tôi enter. Đó, nó sẽ thông báo là cái ô vừa thay đổi giá trị là ô H6. Rồi vậy là ta đã bắt được sự kiện của thằng biến Excel.